Nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công một thiết bị đeo tay cực mỏng và nhỏ để đo hàm lượng axit lactic và glucose trong cơ thể con người và gửi kết quả về máy tính theo đường truyền không dây. Thiết bị này có gắn các cảm biến cực nhỏ và pin nhiên liệu sinh học. Chính các pin nhiên liệu sinh học sẽ chuyển hóa axit lactic, glucose và một số nguyên tố khác trong mồ hôi và nước tiểu của con người thành nguồn điện để cung cấp cho các cảm biến. Nhiều công ty Nhật Bản đã bày tỏ sự quan tâm tới công nghệ này. Hiện nay, chúng tôi đang hợp tác với các công ty đó và một số công ty sản xuất thiết bị để có thể thương mại hóa thiết bị này trong vòng 5 đến 10 năm tới. Tiến sĩ Isao Shitanda cho biết, bằng việc kết hợp thiết bị này với một cảm biến ion, trong tương lai đây sẽ là một thiết bị tự cấp điện, có thể đo hàm lượng muối và axit lactic trong mồ hôi và nước tiểu mà cơ thể sinh ra. Thiết bị này có thể phát hiện nguy cơ sốc nhiệt dựa trên cơ sở nồng độ muối trong mồ hôi của cơ thể và nhờ vậy có thể ngăn ngừa sốc nhiệt cho các vận động viên hoặc cho các công nhân xây dựng trong mùa hè.